Joe. Đời tài xế, đời tài xế, đời tài xế. Tài xế suốt ngày trên ghế, cái lưng ê ê, cái mông ê hề. Đời tài xế suốt ngày như thế, thích đi muôn nơi tiền có là bao. Đời tài xế suốt ngày trên ghế, cứ ôm vô lăng liếc ngang liếc dọc. Đời tài xế phải thiệt chú ý, chứ sai một ly là đi một đống. Đời tôi tài xế, tôi chẳng xa chi nhọc nhằn gian khó. Bà con chớ lo, đã bước lên xe giống như ở nhà. Tôi gắn TV, bánh ký, tôi gắn thêm cái đi bờ đi. Gắn ở trên xe chiêu cho bà con khỏi lo buồn chán. Đường xa kho mây, cô bác chớ lo hãy việc thoải mái. Tôi lái xe chính chiến bao năm nên rất an toàn. Tôi lái xe không rượu bia, không phóng nhanh, không chạy đua. Đưa đón bà con đi đến tận nơi là nghề của tôi. Coi coi sao khách càng ngày càng vắng là sao? Vắng là phải rồi. Ông nhìn đi, ông nhìn xe ông đi. Xe tốc hành chất lượng cảo. Số điện thoại thì số VIP đi. Đúng rồi. Mà xe đầy không nổ. Bắt khách ta đẩy, đẩy rồi khói phà vô mặt người ta đen thùi. Cách nào ta? Cách nào giờ? Ông làm cách nào đi chứ kiểu này. Đây, tao có cách. Cách gì giờ mày dai dạng mày qua bên xe đó. Được không? Mày đi coi làm sao á, xe nó làm sao mà khách phái đi xe nó. Ý kiến này hay nè. Hay quá. Trời tay mày dơ quá mày ơi. Thử xe cho lẹ đi. Kiếm được khách nào hay khách hay cho lẹ đi. Đời tài xế suốt ngày trên ghế, cái lưng ê ê, cái mông ê ê hề. Đời tài xế suốt ngày như thế, đi muôn nơi tiền có là bao. Đời tài xế suốt ngày ngồi ghế, cứ ôm vô lăng liếc ngang liếc dọc. Đời tài xế phải thì chú ý à, chứ sai một ly là đi một đống à. Đời tôi tài xế, tôi chẳng xa chi nhọc nhằn gian khó. Bà con chớ lo, đã bước lên xe là giống như ở nhà. Thêm cái đi bờ đi, găng ở trên xe chiếu phim bà con khỏi lo buồn chán. Đường xa kho mây, cô bác chớ lo hãy thiệt thoải mái. Tôi lái xe chính chiến bao năm nên rất an toàn. Tôi lái xe không rượu bia, không phóng nhanh, không chạy đua. Đưa đón bà con đi đến tận nơi là nghề của tôi. Đời tôi tài xế, tôi chẳng xa chi nhọc nhằn gian khó. Bà con chớ lo, đã bước lên xe là giống như ở nhà. Tôi gắn TV, bánh ký, tôi gắn thêm cái đi bờ đi. Mở đĩa hoài linh để cho bà con coi khỏi buồn ngủ. Đường xa kho mây, cô bác chớ lo hãy thiệt thoải mái. Tôi lái xe chinh chiến bao năm nên rất an toàn. Tôi lái xe không rượu bia, không phóng nhanh, không vượt ẩu. Đưa đón bà con đi đến tận nơi là nghề của tôi. Nghề tôi là lái xe là nghề tôi, cô bác tài là tên tôi. Nghề tôi là lái xe là nghề tôi. Nghề tôi là tài xế. Dù rằng thế suốt ngày vẫn ngồi trên ghế, qua bao nhiêu năm vẫn thế, luôn say luôn mê cuộc đời tài xế.
chú chú ơi, tới chỗ rồi chú ơi. Hả? Trời ơi lạnh quá. Xe vậy mà lạnh muốn chết. Dạ 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 dạ, cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ. Từ từ đi. Hả? Sao mày thấy xe nó sao? Nhớ đi xe. Nhớ nha. Nhớ hả mày? Chú đi xe không chú? Đi kêu ông nội mày hả? Không đi thôi, làm dữ. Dạ khó tính. Tao phải là mày. Tao giết mày chết. Trời ơi.